Một dĩa cơm xuồng của mình giá bao nhiêu vậy anh? 150 ngàn. What the hell? Đây, phần quan trọng nhất đây. Một dĩa thứ hai. Wow, vô Hùng ơi. Đây. What? Wow. Vậy tính ra cái dĩa này là bao nhiêu chị? 510 ra dĩa hả? Dạ, 510. Hết người rồi. Đứng ngay cái bếp này cảm thấy ấm áp quá. Thì hello, chào mừng chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Fanny Hùng đây. Mình đang có mặt ở ngay một con đường rất là danh giá. Đó là đường Nguyễn Văn Cừ. Dạ. Thì địa chỉ ở đây là số 74 Nguyễn Văn Cừ, quận Nhất cả nhà ơi. Và ở ngay địa chỉ đó có một quán cơm được mệnh danh là đắt nhất Sài Gòn. Đó. Tại sao? Đúng rồi. Thì đây là anh đang nướng xuồng nè cả nhà. Lát nữa sẽ lên thêm xuồng bên đây nữa. Và vừa mưa nha, Võ Sư Lộc. Trời đang mưa cả nhà. Võ Sư Lộc cống hiến quá. Miếng xuồng ở đây thì mình thấy rất là to cả nhà ơi. Nè, chuẩn bị lên xuồng nè. Anh Lộc ơi. Wow. Đấy. Đó chưa? Nhìn những miếng xuồng này là mình lại nhớ tới xuồng Tomahawk. Tomahawk là xuồng bò rồi. Đây là nó dài. Dạ. Đây là bên đây là than kiểu như không có nóng, bên kia mới nóng, nướng bên đây cho gần chín rồi mới đem qua kia là chất lượng luôn. Ở đây phải hai anh nướng mới kịp anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Ở mùa nồi cái khâu nướng xuồng thôi là phải hai anh. Mình thấy cái bếp này nó cũng có vẻ là nó dài hơn so với những cái chỗ nướng xuồng khác cả nhà. Ở đây mình bán được bao nhiêu năm rồi anh? Như là mười mấy năm á, trên cái bảng nó ghi á 1869 hay gì đó. À, xin đúng không? Xin từ năm bao nhiêu á? Ở đây mình bán tới từ 6 giờ rưỡi sáng tới 3 giờ chiều thôi anh. 7 giờ nha, 7 giờ. 7 giờ. Ủa tới 3 giờ chiều thôi nha cả nhà. Hết sườn là nghỉ sớm á. Giờ này là cũng sắp hết sườn anh ha. Đúng rồi. Tùy bữa đúng không anh? Bữa nào mà hết sớm thì mình nghỉ sớm. Dạ. Mà sườn ở đây á em thấy có cái đặc biệt là nó bự quá anh ha. Rất là to. Có thêm cái xuồng nhỏ nhỏ nè cả nhà. Yeah. Phải dùng một cái máy thổi quạt để thổi khói ra ngoài. Ở đây nếu mà ai muốn có mùi khói này á, mùi sườn này mình có thể đứng đằng trước nè, lát là bảo đảm rồi. Âu tu có mùi. Dạ. Sườn như vậy em nghĩ chắc cũng phải ba lạng ha. Dạ cũng tùy miếng, có miếng ba lạng, có miếng hơn. Dạ. Có miếng ba lạng, có miếng hơn. Anh này cứ nướng sườn xong đem vào trong liên tục luôn cả nhà. Ngoài sườn ở bên mình có món nào không anh? Mì, chả, trứng ốp la. Dạ. Còn có món cơ bản thôi cả nhà, sườn mì chả trứng ốp la. Đó lại lên sườn tiếp. Một dĩa cơm xuồng của mình giá bao nhiêu vậy anh? 150 ngàn. Wow, thấy không cả nhà, 150 ngàn nha. Còn nếu mà sườn bì chả à? Sườn bì chả là thêm 20 ngàn nữa. Là mỗi thứ cộng vô 10 ngàn. Ồ, vậy là ở đây là có cái dĩa, có món sườn đặc biệt nhất thôi. Chứ bì với chả thì dạ, chịu bình thường đó. Bình thường. Cả nhà thấy á, tuy là bán giá đó nhưng mà khách vẫn rất là đông nha. Thì mình có thể biết được cái chất lượng món ăn thế nào. Em nghĩ là cái dĩa cơm ở đây á để chứa được miếng sườn này nó cũng phải to. Ngon. Tại vì nó dài. Nhưng mà mình có phụ thuộc vào miếng nào nhỏ, miếng nào to không anh? Ví dụ miếng nhỏ thì giá rẻ hơn. Không, không bán một giá. À chỉ có một size thôi đúng không? Dạ. Nhỏ thêm vào. Tại vì bây giờ ở bên quán cũng đang rất là đông, bên trong còn bán nữa. Bây giờ mình á, mình bạn đang xếp hàng luôn á nha. Để là có chỗ lát ngồi. Cho nên bây giờ các anh cũng bận nên thôi mình tranh thủ đi. Bên anh cái dĩa cơm của anh bự không anh? Cũng hơi to hả? Dĩa cơm sườn đó thì 150. Cái này anh nghĩ bao nhiêu? Anh ước luôn bao nhiêu chứa được bao nhiêu miếng sườn bên anh? Có cơm không anh? Có cơm luôn. Em ăn cơm luôn á. Ba phần. Wow. Ba phần là 450 đúng không anh? 450.
nhưng mà mình sẽ ăn thêm cái bì chả này kia. Khoảng 500. A few moments later. Thằng Tiên này đang xếp hàng rồi. Thằng Tiên này đang xếp hàng vô để lấy cơm rồi. Bây giờ chị làm dĩa cho em nè. Em đổ vô nha. Dạ được. Em tự đổ vô. Dạ 3 phần cơm xù. Với lại thêm chả, bì, hết chả. Bây giờ chị còn bì với trứng cho chủ hơn, nó không khác gì hết. Vậy mang món đó đi chị. Trứng lạp xưởng hả? Dạ đúng rồi. Xương bì, xương chả, xương lạp xưởng. Thế xương bì, xương trứng với xương lạp xưởng. Thì mấy người vậy? Dạ hai người. Hai người ăn ba người ăn. Dạ. Em ăn chung đi, tại vì đó thì nhiều quá. Sợ. Còn bây giờ xương bì em mà làm gì em ăn thì em ăn nhiều rất là nhiều nhưng mà tại vì chị sợ em không hết thôi. À. Không hết làm gì. Em ăn hết mà em bảo đảm em ăn hết. Đó là một pha order, đó là bảo tát. Tại vì bên quán không có thời gian cả nhà ơi. Cho nên anh em mình phải tranh thủ thôi. Sợ là kêu hai kêu ba phần ăn hết nên chị cứ dặn đi dặn lại anh em mình á. Nhưng mà thôi chị cũng thông cảm, xem được clip này thì chị thông cảm. Để cho cả nhà coi không gian quán lúc nào cũng đông hết. Và cái giấc chua á nha cả nhà, đông cực kỳ. Và ở đây quán là mình thấy khách nước ngoài cũng nhiều lắm nha. Mà những người mà khi mà người ta ăn xong người ta đi ra sân bay á cũng nhiều nữa. Có mang vali nữa. Dạ mang vali á. Có mang vali đi. Giờ ngồi đợi thôi, chắc là lâu quá. Đây là một dĩa chuẩn này cả nhà. Hấp dẫn chưa? Đây một cái trứng nữa nè. Dĩa khủng khiếp. Wow, quá bì rồi. Bên quán bây giờ là hết chả luôn. Rồi. Rồi ok. Ra dĩa đầu tiên rồi cả nhà ơi. Đó. Để đợi ra dĩa tiếp theo. Nhìn cũng hấp dẫn á. Dạ. Trời mưa mà ăn một dĩa cơm ấm như vậy nữa. Nhưng mà đồng ý á, đồng ý á. Cho dĩa thứ hai. Dĩa thứ hai. Wow. Cái chén nước mắm ở đây xinh xinh nhỏ nhỏ. Ôi, miếng xuồng lòi ra ngoài luôn cả nhà. Thơm quá ha. Mùi gì thơm vậy? Mình đoán chắc là thanh niên Hồng ăn cái này là đúng đúng nghĩa là thưởng thức luôn á. Tại vì cái độ cơm với cái này nó không nhiều. Dạ. Chắc chắn. Nhưng rất mà hôm nay lâu lâu ơi, mình ăn kiểu wisdom chút nào. Dạ. Phần cuối là phần xương bì. Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng anh em mình cũng đã tới đây. Ôi. Dạ. Wow. Rồi. Giờ mình sẽ sa ta đổ vào trong dĩa của mình. Vô, bắt đầu. Đổ vô hả? Đổ vô. Đổ vô không? Đếm. Chú đổ rồi xong rồi mình chỉnh lại sau. À. Ok. Đây, phần quan trọng nhất đây. Một. Một dĩa. Một phần. Hấp dẫn nha, hấp dẫn nha. Trời ơi, mình chưa ăn mà mình đã nghe cái mùi thơm rồi cả nhà. Dĩa thứ hai. Wow, vô Hùng ơi. Đây. Hai phần. Wow. Quán cơm mắt cơm thứ ba Sài Gòn. What? Wow, đó xem cái Hùng có ăn hết không nha. Quá dữ luôn cả nhà ơi, dĩa cơm. Nặng không? Đẹp mà. Vừa sức, vừa sức. Vừa vừa. Đây. Ồ, chào chú. Chị ơi, chị tính ra cái dĩa này là bao nhiêu chị? Ba phần. Của em là hồi nãy là một cái xương trứng với một cái xương lạp xưởng là 510 ra dĩa thôi. Dạ 510. Rồi, tại sao có giá như vậy? Rất là nhiều. Bây giờ Hùng hãy review, một cách sâu sắc. Ok. Nay mình sẽ hách dĩa cơm đặc nhất Sài Gòn. Dĩa sẵn chưa? Tại quán cơm tấm Nguyễn Văn Cừ. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok. Mời cả nhà nha. Wow, cái gì vậy? Miếng xuồng nè. Miếng nào mà bị đứt á, thì quán sẽ lấy thêm một miếng bù vào để hành được một miếng. Đúng rồi. Đây là ốp la. Mình ăn trước thôi. Nè bì nè cả nhà. Đó, còn đây là lạp xưởng. Lạp xưởng với lại xuồng. 3 phần nha. Trước nhà, ui cái cơm này mình thấy nó lạ quá nha. Lạ nha. Nó không có rờ giống như những cái chỗ khác nha cả nhà.
kiểu như nó có cái dính dính với nhau á, một cái chất kết dính với nhau mà được chan cùng với cái vị nước mắm, và nó là nó lôi cuốn cả nhà, nó kéo cái cuốn họng mình xuống luôn. Ghê vậy? Dạ. Nước mắm đây siêu phẩm nha cả nhà. Không biết là xin thêm được không? Để anh móc cái cuốn hậu em lên nha. Đó. Được dạ. Không? Để đó móc lên được không? Có thể đâu có cong không? Gì? Đâu có cong đâu móc. Nó móc lên nó kiểu như nó dính vô miếng sườn á. Đung đưa á. Thêm miếng ớt vào. Nhưng mà mình ăn á, ăn ớt vừa phải thôi cả nhà. Chứ mình ăn ớt như kiểu bỏ xà lách không được. Đây, miếng sườn. Ồ, cái màu nó quay gần đẹp chưa cả nhà? Oh. Hồi nãy chị có tính lại cho anh em mình á là 535.000 chứ không phải là 530.000 chứ không phải là 510. Thịt rất là mềm. Wow. Quan trọng là cái gia vị tẩm ướp. Dạ. Như cái thịt này cả nhà, họ chắc là họ đập dẹp ra cho nên nó miếng nó bự thứ nhất, cái thứ hai là nó sẽ có chỗ để cho cái nước anh nhỉ, nước sốt thấm ở đây, thấm vào bên trong và mình ăn nó đập đà vào sâu bên trong miếng thịt luôn nha cả nhà. Tới bây giờ mình cảm thấy miếng thịt vẫn còn rất là ướt trong miệng của mình. Rồi. Thế mình kết hợp với cơm nữa thì đúng là cơm tấm. Vâng. Cơm tấm Sài Gòn rồi. Wow. Đậu vào. Ở đây có thêm hòa lý nữa ha. À. Ăn cái hòa lý nè kết hợp với cơm, ăn lên tưởng tới xôi dẻo xôi mặn anh. Nè nó những con nữa nha, nếu mà em cảm thấy dẻo khô quá đeo anh hút một miếng canh súp. Ở đây cái chén nước mắm nhìn nó vui vui ra nhà, nó nhỏ nhỏ giống như chung chung rượu vậy không đợi ơi. Hôm nay chúng ta kết nghĩa bàn đào. Ok đợi, hãy nâng chung rượu của đợi lên đi nào. Vô. Yeah. Không hết nha. Thôi, của đại còn nhiều không? Dạ. Thôi, của mình còn này chắc phải 50-50 rồi. Mấy em có cơm để chữa lửa. Nhắc tới đây thì mình phải mời người ăn thôi. Một miếng sườn đặc biệt này. Chính xác rồi. Đó. Nếu mà có lòng thì lòng. Cho thêm miếng mì đi. Có lòng luôn hả? Có lòng á, có lòng thì có lòng miếng mì. Nè, lòng nhìn thấy chưa? Có miếng thịt rất là đã. Mình dự đoán cái này nó đi bán mình sẽ giá cao đây. Đúng rồi. Tại vì dĩa này tới 500 mấy lượng. Cho anh thêm miếng thịt. Em kiểu cắm cái ớt giống như quả tiễn nha em. Cắm như quả tiễn nha. Đó. Cắt kích nổ đi. Cắt kích nổ đi. Vậy sao bà sao nổ được? Thế là nó nổ tại chỗ á, nó không có bị bay lên á. Ờ, có nước mắm chưa? À chưa. Nè nè. Thêm một miếng ngó sen nữa nha. Trời ơi. Bét rồi, bỏ xì lòng lên. Phải nồi, phải thêm. Bét rồi anh trai ơi, bét rồi. Cái này là em bán anh bao nhiêu? Bán cho anh hả? Theo thời giá thì chỗ đó là 10.000. 10.000 vẫn còn rẻ. Bo em luôn 1 tỷ. Mua thêm không em bán cho? Không. Tại thanh niên này dễ dãi quá. Dễ dãi trong việc mua bán quá. Ôi trời. Đúng, quá. Đúng như Hùng nói miếng sườn. Mình dãy mà. Sườn hả? Tinh hoa nằm ở miếng sườn rồi. Quá hay Hùng ơi. Cảm giác Hùng có biết cái đệm kim đan không? Nó sẽ có những cái đúng rồi, nó nhúng nhúng á, mình đẩy cái đầu lưỡi mình vào cảm giác như nó nhấp nhồm đó. Hay quá. Mà nó không bị khô, tại vì nó không bị khô. Không bị khô mà cái cơm anh có ăn được cái cơm chảy không? Được. Cơm chảy nó làm cho cái món cơm tắm này nó cũng lạ đó, nhìn giống xôi không cả nhà. Anh nghĩ là do mình ăn gần cuối rồi cả nhà nên cái lớp cơm chảy nó còn ở dưới đáy nồi á. Không sao, ngon lắm chứ không có phiền lòng mình. Anh nghĩ là số lượng ở đây á, quán sẽ khống chế mỗi ngày chỉ bán nhiêu đó lượng thôi để đảm bảo cái chất lượng. Đúng rồi, chứ bán nhiều quá nhiều khi nó sẽ làm mất cái chất đi, nên tại sao cái giá tiền mắc nó cũng một phần là do cái số lượng á, nó có hàng giống như hàng luxury á, và mặt bằng ở đây nữa. Đúng rồi, miếng sườn đây phải nói rất là ngon cả nhà. Mình ăn cơm á, mình chứa chan nước mắm nó lạc thì mình ăn với miếng sườn này vào là nó kéo lại cái vị liền, như hai bên nó giằng co kéo nhau á, mà cơm không thể nào thắng được miếng sườn. Hay nó quá. Phải bị cuốn theo miếng sườn thôi. Vậy thì anh sẽ lấy những miếng mì anh kéo nó lại. À, giống như cao mồi á. Đúng rồi. Đây anh sẽ lấy miếng mì anh kéo lại. Đây miếng mì này thịt nhiều nha. Mấy miếng thịt xé nè. Đúng rồi. Thế nếu mà mình không ăn sườn á thì một dĩa bình thường là bao nhiêu không? Có thể nhắc lại cho cả nhà không?
không ăn sườn á hả? Với ăn bì với trứng thôi. Em không biết nữa. Tại vì giá trong kia để em cũng khó hiểu lắm anh. Em thấy để giá 100.000 luôn á. Nên em cũng không biết giá họ tính như thế nào. Nãy mình có quay cái menu á cả nhà. Có gì cả nhà tham khảo lại nha. Cái này thì tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi, chứ không phải là cái giá tiền mắc thì nó sẽ tương xứng với cái mặt bằng này kia, nó cũng phải tương xứng. Wow, mì cũng ngon nha. Có thêm thịt nữa nha. Nên thôi thì để minh chứng cho cả nhà là quán cơm này tại sao đông như vậy. Anh em mình đã làm 3 dĩa để cả nhà coi rồi. Nếu cả nhà muốn trải nghiệm thì hãy trực tiếp tới đây. Chứ nhiều khi nghe qua anh em mình ăn thì mỗi người một cái cảm nhận đó, nó cũng sẽ không chính xác lắm. Dạ. Hồi nãy á, mới có 1:07 thôi là quán đã không nhận khách nữa. Tại vì hết luôn, hết sườn rồi nha. Họ phải nhờ những anh bếp nướng sườn á, đếm cái số lượt để mà họ canh những cái lượt khách về sau. Kiểu như là nãy vẫn đang đông á, còn bây giờ thì lượt khách đã ổn định rồi nên họ kiểm soát được số sườn. Mình nghĩ chắc còn khoảng 4-5 phần nữa thôi chứ không còn nhiều đâu. Rồi, quá đã. Miếng sườn này á, thấy cho em ăn rất là nhiều. Nhưng mà cũng không thể nào mà ăn hết gì. Cơm không thể nào mà so sánh được với nó. Tại bây giờ cơm một phần hết rồi nè. Đúng vậy. Sườn chưa hết nữa. Cơm thêm không? Không có đèn nghĩ chắc không có hàng kêu cơm thêm đúng không? Nghĩ người ta ăn cái phần đó là người ta thấy đủ rồi. Phải không? Nhưng á, Anastasia ơi. Bé Sia. Anastasia đã bị cắt khúc ra rồi. Đây, bé Sia. Wow, cái này anh thấy giống như chiên hả? Ồ, thanh niên này mặc áo dạ hội, có cái đầm nè. Dầu miếng cơm mà. Thôi, chan cái mắm vô. Ôi, mắm thì ít quá, không biết là mình xin thêm được không? Ít quá cho nên mình phải ăn kiểu tiết kiệm. Nè, còn nè. Dạ dạ. Phần đó là em để chỗ này nè. Nhưng mà ở đây á là sẽ nước mắm sẽ có thêm ngó sen cả nhà ơi. Lạ ha. Nước mắm có thêm ngó sen. Đây là những cái nét riêng này mà đã báo hết sườn rồi, không nhận khách nữa. Ăn nướng sườn. Nhưng mà còn canh. Còn canh. Canh không? Ủa nè còn sao vậy? Lấy giáo sư, phải chăm thăm. Lấy cái tô nhỏ của mình ra làm tô canh đó. Con này em hút chưa hết nữa. Đây nha. Ok. Muốn làm sữa này đó. Nó giòn. Những chỗ khác thì nó hơi dẻo một xíu, mà đây nó giòn. Và khi mình cắn đó cả nhà, nó bị nát thành từng mảng, giống như là nó đang bị quái thú răng tấn công á, và nó phải bị phân tán ra nên nó hoảng loạn một xíu. Bữa hổm anh mới coi bộ phim Quái thú vô hình. Sao? Còn đó giống như là con trong phim Alien đó không? À, cái con mà mở cái miệng ra vậy nè. À. Đó, con mà có tóc dài. Rồi đó rồi. Đó. Ý anh nói em là con đó. Không biết là anh coi cái phim đó, con đó nó tàn hình được em. Nó đến trong cái lúc mà thời gian đó là những cái bộ tộc da đỏ còn ở Mỹ nhiều á, thanh niên nó là dùng những cái vũ khí rất là hiện đại. Okay. Nhưng mà thua một cô bé người da đỏ. Có phần thì thanh niên nó đóng vai thiện, có phần thanh niên đóng vai ác. Ngon quá. Nhưng mà em biết tuyệt chiêu của thanh niên đó là gì không? Gì? Tần hủy. Sao? Tần hủy. Thanh niên nó cũng có thể biến ra những cái kiểu như là cái móng búa. Xuyên. Em hãy dùng cái em hãy dùng cái móng búa của em xuyên cái miếng sườn đi. Chưa hả? Em thấy á, khi mà mình ăn với cái số lượng ít á, nó sẽ tạo cho mình một cái vị ngon là cảm giác như mình thèm mà mình còn thèm. Nó dĩ nhiên rồi, anh em mình đi quay clip nhiều biết được rõ mà. Nhưng mà đối với những cái cô, những cái chị á, cả nhà mình thấy một dĩa vậy cô với chị ăn cũng không hết nổi. Đây. Những con cơm hiếm hoi nằm dưới những con mạnh thú nha. Đặc biệt quán ở đây mình thấy là những anh người Hàn Quốc á,
những gia đình người Hàn Quốc tới đây ăn rất là nhiều. Nên mình sẽ quyết định nói một câu. Oppa. Giờ master. Gì? Sarahe. Sarahayo. Trời quá thịt luôn. Ăn đã thiệt. Oppa, ngon không? Thịnh hào. Dạ. Tên chai rượu sao chú chứ? Cái này. Đây. Mình sẽ dùng cái muỗng mini này để ăn nó. Muỗng bốn nước mắm á. Nhai không? Cái muỗng bốn nước mắm á cả nhà. Ờ. Tắt không? Tắt luôn, tắt còi luôn, tới đây bị tắt còi rồi. Cái này cũng quá. Quá này không ăn. Chào anh. Đang xem kem. À. ba dĩa dạ đây là ba dĩa dạ. Ba dĩa bên quán anh đó đúng là một người cha luôn suy nghĩ cho người con của mình. Dạ tuy là anh không coi nhiều nhưng mà con của anh coi và anh chụp hình để anh và anh cho con anh thấy được là anh chụp với lại idol của con anh. Nhắc tới người người cha và người con thì lại nhớ tới hình ảnh người con của Phinny Hùng. Midran, hang giang. Midori diễn đúng đạt luôn. Biết rằng nếu như là Midran, đặc biệt nếu như ở Long An, nhưng mà Long An thì có Midran đúng không Lộc? Thiên Ân, Thiên Ân, Hoa hậu Thiên Ân. Hoa hậu Thiên Ân khi tham gia cuộc thi vẫn không quên chốt đơn cả nhà ơi. Bán hàng đó. Bán hàng. Nó giỡn chứ kiểu như là hài hài á. Chứ là tham gia Hoa hậu thì mình phải tập trung toàn tâm toàn ý để mình thi mà. Nhắc tới đây thì cả nhà có thể vote cho Hoa hậu bằng cách là mình lên những cái trang trên Google, mình đánh vô Miss Grand 2022. Nhưng mà bây giờ một lượt vote đó cả nhà. Ồ, hay quá mấy anh ơi. Đây, cho mấy anh lên clip luôn, cho mấy anh lên sóng luôn. Rồi em post cho em đi. Vì post là... cho Phinny Hùng một dĩa cơm. Dĩa cơm đắt nhất Sài Gòn. Dĩa cơm tấm đắt nhất Sài Gòn, Nguyễn Văn Cừu. Nhân tiện post cho Phinny Hùng thì post cho YouTube của mình đi cả nhà. YouTube shop. YouTube shop. Bữa rồi kênh mới 3,000+ follow. Nay lên 3,400 không? 3,400 rồi. À. Nếu clip này lên chắc là cũng hơn nữa. Okay. Cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà. À, các cô chú và anh chị ơi, nếu mà xem clip ủng hộ tụi con á, comment vô YouTube shop của con đi. Đúng rồi. Để nó tăng cái đề xuất lên. Tăng đề xuất lên. Và nhớ coi hết clip. Ok. Đó. Sạch quá. 500,000 của anh. Đây cả nhà, tao đang ăn rất là sạch. Lát nữa em sẽ đem xương này vào cho chó. Quá là Con chó của Phinny Hùng cũng sẽ khoe với các đám chó hàng xóm. Tao được ăn xương đắt nhất Sài Gòn. Đúng là không cần dùng dao mổ trâu để giết gà. Em đọc thử miếng đi. Ăn ngon cả nhà, mà nó không có bị quá khô. Anastasia ơi, không quá khô nên nãy giờ mình không uống nước luôn á. Vừa tới nhưng mà thật sự thì mình thấy có một số quán á, họ có những cái nét đặc trưng, cái nét riêng lâu đời này kia, cho nên là họ sẽ có những cái sốc, ví dụ như bánh canh cua 300k hoặc là bún chửi con huyền, người ta đến ăn dù bị chửi. Còn đây là quán cơm tấm là đắt nhất Sài Gòn, dù là một phần cơm sườn 150, nhưng mà anh thấy không, lượng khách vẫn rất là đông. Và cái này không phải là mình phân biệt đẳng cấp hay gì hết, nhưng mà ở đây theo như mình thấy là đúng không, nó gọi là có thương hiệu rồi. Dạ. Và cái thương hiệu đó là hình thành từ việc mà quán buôn bán. Dạ. Rất là lâu rồi chứ không phải là chỉ một ngày hai ngày nó hình thành được cái thương hiệu cả nhà. Cho nên cũng mong là các anh chị cô chú xem clip cũng thông cảm. Thì nói chung quán này cũng có nhiều người gợi ý anh em mình đi review lắm cả nhà ơi. Nên hôm nay cũng đắn đo suy nghĩ lắm. Và hôm nay mặc dù trời mưa và quán đông khách, nhưng mà anh em mình vẫn xin quán để mà vào quay. Và quay với mục đích là giới thiệu ăn, chứ không có ý là để gọi là móc post hay là câu view đâu nha cả nhà. Nhiều khi mình nói những cái từ ngữ mà mắc nhất Sài Gòn hay là đắt nhất thành phố Hồ Chí Minh,
nhưng mà thực chất cái nào nó cũng sẽ có cái lý do. Thì khi mà ăn hết cái dĩa ngày hôm nay cũng như là nhận xét từ đầu tới cuối thì cả nhà cũng biết được lý do là gì rồi. Thì tùy theo cái mức thu nhập của mình, tùy theo cái khả năng của mình, mỗi người sẽ chọn được cái quán nó tương xứng với mình thôi. Chứ mình cũng không nói là mình ăn cái quán này được, các bạn không ăn được. Cái đó là quyền lựa chọn của mỗi người mà. Các bạn không thích ăn quán này, các bạn có thể chọn cơm tấm khác thoải mái. Đúng rồi, ở Sài Gòn rất là nhiều cơm tấm ấy. Nhưng mà ăn để trải nghiệm thì nó cũng đáng. Từ nhỏ tới lớn chưa ăn thì bây giờ ăn một lần để biết. Mà ở đây nếu mà cả nhà không muốn đòi á thì cả nhà nên đi sớm. Thứ theo như mình thấy á, nếu mà mình đi vào giấc trưa quán đông á là mình phải đòi ít nhất nha nửa tiếng. Nhưng mà đợi chờ, bây giờ đã thấy hạnh phúc chưa? Quá hạnh phúc. Hãy chiếm lấy những miếng xuồng nó đi. Rồi hết á. Hãy cởi những cái lớp lớp khét của nó ra. Rồi hả? Và tận hưởng mùi thịt thơm đi. Mà muốn cũng thịt nhìn đã quá nha. Ôi ơi. Nó đụng vô cái mắt kiến làm sao? Anh đỡ vậy đó cho cả nhà rồi nè. Cả nhà khi mà xem clip á, đây. Giống như những chú chuột hamster gặp chuối. Nhà miếng thịt mà đã mệt ra. Đồ điểm ở đây á, anh thích đó Hùng. Đó là quán xào hút giấy nha. Yeah. Thân thiện môi trường. Có lớp rửa tay nữa. Giờ là quán cũng dạng dạng rồi đó. Chú ăn hết chưa? Nào mới coi được. Chắc là tuần sau á chú. Dạ. Dính luôn. Lên liếm luôn. Chú. Chú thấy cơm ở đây ăn chất lượng không? Dạ. Có đáng đồng tiền bỏ ra không chú? Đắt quá. Chờ lâu rồi đó. Cái này mình nếu mà mình không chờ mình phải đi giấc sáng á. Dạ đúng rồi. Con cũng chờ. Đó cái gì. Thì nói chung là cái đó là cái đặc trưng rồi, đặc trưng của quán rồi, mình không thể nào mà ấy được không? Nếu mà anh chị nào á đi sân bay đúng không? Thì mình phải đi sớm đúng không? Nếu sân mà... bay. Dạ. Nếu như có chuyến bay á thì mình phải ra sớm hơn, bây giờ bay là ít nhất là tiếng rưỡi thì cho chắc. Phần cơm này nó giống như là kỹ băng hà, và khi băng nó tách ra nó chia thành từng mảng, từng lục địa. Đó, đây châu Phi nè, đây châu Á nè, này bự bự ở châu Mỹ nè, châu Đại Dương, châu Nam Cực, quả sinh lộc nè, châu Á nè, châu Nam Cực. Đúng rồi, khá là căng á. Thôi bây giờ mình sẽ kiểu là mình ăn thịt nhiều hơn. Em trai ơi, ở đây nước mắm thêm có tính tiền không em? Không. À, bà cho anh thêm chén mắm nha. Mà có tính mình cũng gọi thêm mà, tại vì mình ăn hết mắm rồi cả nhà. Thế chứ mình gọi thêm mình ăn vừa đủ. Đừng ăn quá mặn. Tại vì ăn mặn thì phải ăn thêm canh đó. Canh thì anh nghĩ quán còn á. Bỏ ra nhà thấy không? Ủa mình cắn vào cái tươi đó, tươi đó, tươi đó. Giống mì sọt. Quá là mềm mại. Nhắc tới đây thì cả nhà ơi, câu nói đó của ai? Và sắp tới người đó sẽ có một cái dự định rất là kiểu như là đầu đời không? Chia sẻ với những mảnh đời khó khăn bằng cái khoản tiền lương mà thanh niên tự kiếm được. Anh em mình sẽ chắp cánh cho thanh niên. $500,000 nha cả nhà, đáng nha. Ăn tới bây giờ là thấy bỏ răng rồi đó. Thôi thì anh trai phía sau anh đang ăn xù khác rồi. Chúng ta hãy tự thương bánh thương với nhau đi. Thế nào nó cũng có cái giá của nó hết. Nhưng có những điều vô giá, chúng ta tiếp xúc hàng ngày, chúng ta đã vô tâm bỏ qua nó. Đó là tình thương của gia đình, những người yêu thương dành cho chúng ta. Đó là những điều nhỏ nhoi hàng ngày mà tôi... anh kiếm nơi đâu thật xa vời, mà tôi tìm mãi nơi cùng xuôi. Tới lúc đó tôi mới không thấy yêu đời quá. Yêu đời quá. Yêu gì? Yêu ngày xanh nắng vàng. Yêu ngày xanh nắng vàng. Có gì thời gian quay lại để bụng em á, nó đổi á, nó hoàn thành với em một cách nhanh. Thời gian quay lại để gọi 4 phần hả? Đúng rồi, anh ăn. Nói chứ một lần nữa thì các chú cuốn của Phan Thị Hùng ơi,
các em sẽ chuẩn bị có một buổi ăn sườn nha. Kiểu như mấy thanh niên chó biết được cái giá tiền á, những thanh niên chó bày sườn lên bàn, kiểu như cột mấy cái yếm này nọ vô, cầm dao cầm đồ chứ không cạp nữa, ăn để ăn từ miếng sườn. Tôi đồn cáo rồi kia, đang bình tĩnh hả? Mưa nữa hả? Mưa nữa nè. Mưa càng ngày càng to. Nên đó là lý do tại sao nãy anh em mình tới toàn là ô to. Ô to là ô tô á. Mình nói như vậy trong vần thôi. Hết cơm rồi cả nhà. Quá. Mưa to rồi. Chưa? Em phục vụ em tận tình không? Chúc em phải trả anh thêm VT phục vụ nha. Oh. Ok, xong, hoàn thành thử thách. Chúc mừng Phan Thế Hùng. Tinh thần Phan Thế Hùng, đi đến cùng. Yes. A few minutes later. Rồi. Ủa rồi, chống tay rồi. Cảm ơn mày nha, đã đồng hành với tao từ cái phần thứ hai cho tới giờ. Không, mày mang em ngồi cái ghế này em cũng đỡ á. Dạ, đúng rồi. Em ngồi ghế thấp là nó cũng căng. Đúng rồi. Rồi cả nhà. Ok, lên. Cảm ơn rất là nhiều vì bên quán đã tạo điều kiện để mình có thể quay cái này. Nãy khi mà mình vào quán đông cả nhà thì mình thấy chị chủ á, tất như là tất bật quá. Chị nói là thôi giờ đến quán không quay được đâu em ơi. Mình nói cả nhà chứ giờ trời mưa mà đi kiếm quán ăn cũng khó lắm, không đơn giản. Mà mình cũng ráng mình nán lại, mình xin thì chị cũng đồng ý cho quay. Và để bây giờ là có được một cái clip cũng khá là ổn. Đó là ba phần cơm sườn Nguyễn Văn Cừ, cơm tấm đắt nhất Sài Gòn. Mỗi lần nói vậy mình phải nhìn coi có chủ quán không á. Thì là chủ quán là bốt vào đầu ha nhỉ. Thì thật ra đó là giống như là một cái danh sưng thôi, ai cũng nói như vậy hết chứ không phải chỉ riêng mình đâu cả nhà, mà đó là sự thật rồi. Giữa cơm sườn 150 thì cả nhà thấy không, chắc là không có chỗ nào có, nhưng mà ở đây họ vẫn bỏ đồng tiền ra để mà họ ăn cái đó. Thì mình cũng biết được là cái thịt ở đây, mình nghĩ quan trọng là cái nước ướp á, nước ướp của họ có một cái công thức nào đó mà nó ngon, nó thơm. Khi mà mình giờ cơm nó lên. Rồi cảm ơn em trai. Em trai đẹp trai quá nha, cảm ơn em. Thì em trai chứ không lẽ em trai đẹp gái. Có mấy em trai đâu có đẹp trai đâu, đúng không? Anh Lộc giờ bắt bẻ em nha. Mới mang dĩa cơm lên ở nhà là mình đã nghe cái mùi thơm của miếng sườn, nó sộc vào trong mũi của mình luôn. Rồi còn nước mắm ở đây cũng đặc biệt. Mắm có vị ngọt, kèo và có thêm cả tỏi nè, rồi ngót sen nè và cà rốt hòa cùng với nhau ăn tạo cái vị giòn giòn và thơm lừng. Còn miếng thịt thì rất là ướp, rất là thấm và sâu bên trong. Chắc là mình nghĩ ướp nhiều tiếng, ít nhất cũng phải 8 tiếng. Ăn miếng thịt thì nó không có bị khô, thịt nó mềm mà nó ướp, bên trong nó ướp lắm nha. Mà cơm mình ăn thì cũng có hột, nó cũng lạ nữa. Cơm nó không phải nó rời giống như chỗ khác mà nó dính vào từng mảng với nhau. Đó cũng là những cái điểm mà đặc biệt mà khiến cho quán này cũng to làm nên cái thương hiệu. Bì ở đây ăn cũng ngon to. Em không thảo bì nhưng mà ăn bì đây em ăn thấy ok đó. Nói vậy thôi chứ mình nói nhiều quá thì cái này clip này cho nó lạ xíu đi, mình kêu tính tiền luôn cho cả nhà biết. Ok anh ơi, tính tiền cho em. Chưa có hàng quốc là chỉ mới hàng quốc là ăn hai dĩa thôi. Có hàng quốc ăn hai dĩa. Vui quá. Việt Nam bãi đỉnh. Thanh niên bữa nào qua làm bốn dĩa. Ôi xin lục bãi đỉnh. Phá kỷ lục. Rồi số đẹp quá vậy. 599.000. Rồi em bo anh luôn. Bo anh ngàn luôn. Dạ. Phải bò. Rồi. Đó nghe nhà. Dạ. Ra thì thôi kết thúc clip ở đây cả nhà cũng nhiều rồi. Bỏ xin lục cũng đói rồi nha. Thôi tranh thủ ha.
Nếu mình có cái fanpage trên Facebook có nhiều người yêu mến thì muốn cập nhật các sự kiện Big F Event, hãy like và chọn fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mùi hãy đăng ký cho kênh Funny Hùng Vlog, kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của anh mình là Funny Hùng 116 và Võ Sư Lộc. Và hãy TikTok ngắn là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Trong thời gian sắp tới, như các bạn có cái thách nào thì hãy để lại những comment, mình xem xét và đưa những độ phù hợp nhất làm clip cho nhà của công thức nha. Ok, xin chào các bạn.